Rồi bữa nay bắt đầu chúng ta cắt cái bài tập đầu tiên của cái view nha các bạn ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm trên cái view đầu tiên, đó là cái view danh sách món ăn. Nó thể hiện các danh sách món ăn, cái thông tin gồm có ha, là cái thứ nhất là cái hình ảnh của cái món ăn đó, cái thứ hai là cái tên món, cái thứ ba là cái nội dung tóm tắt và cái giá ha, số lượng có mua được không ạ. Rồi thì trên cái view này chúng ta dựa vào đâu để chúng ta làm ha? Thì trên cái view này là chúng ta dựa vào trong cái phần catalog ở đây, tức là ở đây chúng ta có cái view này đó, thì chúng ta sẽ làm trên cái view này ha. Ta lấy cái view này ra để chúng ta cắt, và chúng ta cắt một phần thôi, một cái thôi, một cái sản phẩm thôi, và chúng ta sửa lại ở trên cái view này. Vậy thì cái view này chúng ta dòm đây, chúng ta thấy ở trong cái này là layout ở catalog này như này ha. Chúng ta bật cái cơ sở dữ liệu chúng ta lên luôn ha, để chúng ta đưa cái dữ liệu mẫu vào trong đây luôn. Rồi bây giờ tiến hành chúng ta lần vô ha. Thì ở đây nó sẽ gọi cái trang món ăn, khi mà click vô món ăn á thì nó gọi cái món ăn. Rồi thì giờ mình lần cái trang món ăn ra nè, mình coi người ta kết hợp view ở đâu. Đây thì assign cái view đó tên là view món ăn, v món ăn tbl, và chúng ta xác định được cái view nó nằm ở chỗ nào đó. Thì là chúng ta mới lần vô trên trên cái view này ha, ta lần vô trong cái view. Thì trong đây nó có cái view món ăn, ở trong cái món ăn này nó có view v món ăn tbl, và chúng ta thấy đang có cái chữ là v món ăn nằm đây, chính là cái nó đang hiển thị ở trên đây. Vậy thì chúng ta cắt một cái sản phẩm vào trong đây ha, dựa trên cái trang của nó. Bước kế tiếp anh dị vào trong cái public này, trong cái layout ở trong đây nó có cái trang, cái trang này nó đang hiển thị cái món ăn đây, một cái sản phẩm nằm chỗ này ha. Rồi ta đóng nhỏ nó lại, rồi ta kéo nó xuống. Cái phần mà chúng ta cần á là cái thứ nhất là một cái tiêu đề, cái tiêu đề ở đây. Rồi Ctrl C chúng ta dán vào trong cái view món ăn của chúng ta ha. Ngay chỗ này nè đó, rồi chúng ta dán nó vô đây, và chúng ta sẽ lấy ra đổi tên lại, cái này là danh sách món ăn. Rồi bước kế tiếp này enter xuống ha. Rồi chúng ta lại qua đây, thì có cần kiểm tra thì các bạn lên đây, các bạn kiểm tra ở đây, thì các bạn click vô cái món ăn này thì các bạn sẽ thấy được ngay cái chỗ này mình là danh sách món ăn đúng không ạ. Rồi bước kế tiếp là mình sẽ đưa ra một sản phẩm thôi, lấy một sản phẩm ở trên cái thằng này thôi, mình không lấy nhiều, lấy một sản phẩm thôi. Thì ở đây mình sẽ lấy cái div này rồi cộng với cái thằng bên đây được không ạ. Ctrl C đưa nó vào bên cái view món ăn của mình. Rồi khi mình đưa nó vô thì chắc chắn là mình thiếu một cái div đúng không ạ. Thiếu một cái div. Rồi cái div này nó dùng để đóng cho cái div này. Các bạn có thể là ở đây nè ha. Rồi bạn đây, rồi các bạn nhấn shift tab nó lùi nó về. Rồi ở đây các bạn cho nó chạy qua đây, tức là nó bằng trên cái bếp này, để sau này các bạn biết đây là một món ăn của mình. Rồi bắt đầu mình bắt đầu thay hình ha các bạn ha, thay hình. Rồi đầu tiên thì các bạn nên lấy cái hình đúng của nó luôn. Thì cái hình thứ một hồi nãy thì nó giới thiệu ở cái bài đầu á, tức là public ha. Rồi xuyệt cái hình mây, mình sẽ lấy trực tiếp vào trong cái hình món ăn mình luôn. Rồi thì ngay chỗ này mình lấy lên cái hình đầu tiên trong cái món ăn của mình, thì các bạn có thể theo dõi ở chỗ này, các bạn lấy lên một cái hình nào đó thì public, đây là hình mây của mình nè. Thì mình vô trong cái hình món ăn nè, các bạn có thể lấy cái thằng đầu tiên hoặc là cái hình nào đó mà các bạn thích đúng không ạ. Các bạn thay vào trong cái hình ở đây. Thì ở đây là bánh canh thịt ha, mình lấy cái bánh canh thịt lên. Rồi một thằng ha, thằng thứ hai mình cũng đánh vô vào trong này. Cái thằng này nó dùng để là kim hạt rép, nó làm cái like box bình may thôi ha. Cái tiêu đề của cái hình ở đây, mình cho nó là cái chữ bánh canh luôn. Bánh canh. Rồi cái nội dung tóm tắt đó. Thì thường á, các bạn cắt các bạn nên đưa cái dữ liệu thật vô luôn, đây là bánh canh nè. Đây, mình copy cái thằng này ha. Mình đưa nó vào trong đây, trong cái thằng B1, tức là cái nội dung tóm tóm tắt của nó ha.
Mình dán nó vào đây được không ạ? Rồi ở đây mình sửa lại ha, cái giá bán. Dạ rồi, ở đây mình cho nó là 25.000 đồng luôn nha các bạn. À, đúng cái giá luôn. À, cái tiền mình tiền Việt Nam của mình là đồng. À, mình ghi cái chữ đồng ha. Và lát nữa mình sẽ bổ sung vô cái input thay là test ha. Rồi ngay chỗ này mình để cái chữ là mua. À, giống như cái file bài tập của chúng ta ở đây, ở đây là cái chữ mua, ở đây là cái số lượng ha, chèn cái test box vô. À, rồi giờ chúng ta lưu và chúng ta chạy lên thử rồi ha. Rồi ta lưu nữa, rồi chúng ta chạy lên. Rồi ở đây chúng ta bị mất cái hình đúng không ạ? Mất cái hình ở đây. Rồi chúng ta coi kỹ là cái đường dẫn chúng ta có đúng hay không ha. À, đầu tiên là ngay chỗ này chúng ta còn thiếu cái là cái public in main đúng không ạ? Rồi chúng ta đưa nó vô public đúng không ạ? Suite in main. Rồi ta bị mất hình thôi. Hình món ăn. Rồi cẩn thận khi mà dẫn đường cho nó đúng ha, coi nó bị sai cái hình thì nó không có đẹp cho lắm của mình đúng không? Rồi cũng chưa ra luôn. À, lý do là sau đây đúng không? Rồi, bánh canh thịt đúng không ạ? Đây là bánh canh thịt. Rồi public in main hình món ăn, mình dẫn đường bị sai nữa rồi đó ạ. Rồi xt public, rồi cẩn thận về, rồi sau đó mới là cái bánh canh thịt đúng không ạ? Rồi thì thấy nó bị bể hình không? Không phải bể hình mà cái hình bánh canh của mình quá lớn so với một cái sản phẩm khi mà nó đi ra. À, thấy không ạ? Đây thì bây giờ mình qua bên đây, cái cách bình tĩnh không có gì phải sợ hết ha. Mình qua đây mình bật cái chuột phải ra, mình kiểm tra phần tử của một cái hình, coi cái dung lượng cái bề ngang của cái hình là bao nhiêu, kích cỡ của cái hình, cái size của cái hình. Thì mình chỉ cần để con trỏ này vào đây thôi thì mình sẽ thấy nó là cái bề ngang của nó là 210 và bề cao của nó là 125. À, mình bổ sung hai cái thuộc tính đó vào cho cái hình của mình. À, tức là cái này ha. Rồi. Ở đây mình sẽ bổ thêm cái thuộc tính width là 210 pixel và cái thuộc tính thứ hai tức là cái 2 thì nó là 125 pixel. Rồi bây giờ mình quay quanh đây mình chạy mình coi lại cái hình mình nó thu nhỏ chưa. Rồi cái hình mình thu nhỏ nhưng mà bây giờ nó rất là rộng ở đây cho nên mình phải khống chế là cái này, khống chế là cái deep này đúng không ạ? Rồi các bạn bỏ cái thuộc tính ở đây ha, các bạn cho cái thuộc tính style tức là mà đang viết theo cái kiểu là inline. Rồi. Rồi cái width ở đây mình khống chế cái width của cái hình lại ngay chỗ này thì hồi nãy trên ở đây nó là 210 thì bây giờ mình cho nó khoảng độ 220 pixel. À, cái width của nó ha. Rồi. Rồi mình chạy lên mình coi cái width của nó đây, nó ra được cái width của nó rồi ngay chỗ này đúng không ạ? Rồi bây giờ mình có một thằng có gọi là cái mua gần giống người ta chưa. À, gần giống người ta ở đây rồi, ở đây nó là đồng trên đĩa đúng không ạ? Hồi nãy mình thiếu cái đĩa ở đây. Rồi. Rồi đồng ha. Rồi ở đây người ta muốn là xuyệt. À, có cái đĩa nằm đây, một đĩa. Rồi ở đây mình gặp con gái mình đưa nó vô ha. Ở đây người ta muốn đưa cái số lượng. À, rồi hai chấm mình thả một cái input. À, cái kiểu là gì ạ? À? Test ha. Cái thai của nó. Rồi cái kiểu là cái test box đúng không ạ? À? Rồi mình đóng nó lại, ở đây mình cho nó cái value tức là ở đây mình in ra cái giá trị là một ở đây, và ở đây sẵn ở đây mình cho cái thuộc tính style của nó cho nó ngắn lại tức là khoảng độ thì mình nghĩ chắc khoảng 5 cái kích cỡ của nó đó. À, cái độ rộng của cái test box. Rồi giờ mình chạy lên mình coi mình có chưa. À, nó chưa xuống hàng được tại vì cái size nó rất là ngắn, tại đây là 210 thì bây giờ nó bỏ cái này vô là còn ngắn lắm.
ha. Rồi, ở đây thầy cho nó khoảng độ 3. Thì ở đây thầy phải nới rộng nó ra chút xíu ha, nới rộng ra khoảng độ 230 cho nó lên. Rồi, đưa không ạ? Đây, đây là một sản phẩm của mình thì giống như cái sản phẩm của người ta đang làm ở đây. Đó, tức là cái số lượng nằm đây. À, cái chữ mua nó nằm ở dưới ha. Rồi. Bây giờ mình mới copy thử một cái. Copy này. Rồi mình cần trên V mình dán vào đây. À, dán vào đây. Rồi, trong cái món ăn này bắt đầu mình mới chạy thử mình test. Mình được hai món, nhưng mà giờ thay vì nó nằm ngang thì bây giờ nó nằm dọc. Mà ai còn nhớ cái thuộc tính nào để cho cái deep nó lên không ạ? À? À, ai còn nhớ thì đó là cái thuộc tính mình phải bỏ vô trong cái style này ha. Lót, mình cho nó lót lên bên bên trái. À, mình mới copy cái thuộc tính này đây trong cái phần thiết kế ha. Rồi mình mới dán vào trong đây. À, cho cả hai cái nó lót lép. Rồi giờ mình chạy lên. Rồi mình thấy khi mà nó lót lép lên là các bạn thấy nè, đúng không ạ? À? Này nó hơi bị khít chút xíu nè. À, khít 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 chút xíu ở đây. Đó là do cái khung của mình đó ha. Rồi thì ở đây nè, nó bị đưa lên như vậy nè, thì các bạn cứ bình tĩnh, không có gì phải sợ hết ha. Rồi qua cái thằng lớn này ha, đó là cái bảng for của nó đó, thì ngay chỗ này mình bỏ ra một cái thuộc tính. Ừ, mình bỏ một cái deep nằm đây. Xuyệt deep thì trong cái deep này á, mình cho nó cái style. À, mình chọn nó là cái clear clear board, tức là mình xóa nó đi, xóa định dạng của nó để cho nó ra ngay lại ở đây. Rồi thì các bạn thấy ở đây đúng không ạ? À? Nó đã trở về cái vị trí cũ của nó, nhưng mà hai này các bạn có thấy cái này thấy nó bị khích khích lại nhau, thấy không ạ? À, nếu mà muốn hở ra thì chúng ta dùng cái thuộc tính gì để cho chúng ta hở nó ra, hai còn nhớ không ạ? À? Tức là bên ngoài thì dùng là mà matching, thì matching ở đây thì cho nó là 5 feet, 5 pixel. Đó, nó cắt ra ha. Rồi, copy xuống, mình làm mẫu hai cái thôi, và lát nữa mình sẽ xóa nó đi, xóa bớt một thằng. Rồi giờ chạy lại coi cái thành quả cuối cùng có được chưa. Này đó, nó đã hở ra rồi đúng không ạ? À? Rồi bây giờ mình sẽ lúp cái này. À, mình pho cái này đi ha, pho này. Rồi xong rồi ha các bạn ha, cái phần view á tương đối ổn rồi. Bây giờ mình mới bây giờ cho cái dữ liệu hiển thị thử người mẫu ngay chỗ này đó, tức là phần này nó gọi là cái item này, mình có thể ghi chú ngay chỗ này ha. Cái này là một sản phẩm nè, item đó, thì cái item mình bắt đầu là từ đây. Ừ, cho tới cái thằng này là hết, kết thúc một item. À, để là sau này mình đọc cái dữ liệu qua để mình hạt sai nó qua đó, thì cái phần này chính là cái phần mà để mình for đúng không ạ? Rồi bây giờ thầy sẽ for thử nè. Rồi thì for ở đây á thì thầy sẽ dùng cái for y. À, for y thầy đi bắt đầu là từ 1 ha, rồi thầy tu cho tới khoảng độ 10 cái sản phẩm. Rồi, thì ngay chỗ này thầy sẽ đóng cái for lại. Xuyệt xuyệt for. Rồi rồi giờ thầy refresh lại lên. Rồi thì thấy ở đây ha, nó có cái này được không ạ? À? Đó, nó phong được cái sản phẩm của mình ở đây. Rồi bây giờ á, mình thấy ở đây mình có 3 sản phẩm thôi. Thật ra thì mình muốn lấn sân cái sản phẩm này lên chút xíu, thì mình phải coi lại ngay chỗ này. Mình kiểm tra cái phần tử của nó, tại vì ở đây nó còn rộng ha. Rộng ở đây mình sẽ kiểm tra nó. Kiểm tra nó để mình thu hẹp cái này lại nè. Mình có thể thu hẹp cái của mình lại ở đây. Thì thấy hiện giờ trên cái deep của mình nè. À, trên cái deep lớn ha, đây, deep lớp 14. Thì hiện giờ nó đang là bao nhiêu? À, 230. À, 230 thì ở đây mình có thể thu nhỏ cái deep này lại thì còn 220 chẳng hạn ha, để cho nó nén lên ở đây. Hoặc là bây giờ cái margin của nó mình có thể thu nhỏ nó lại để cho nó trồi lên thằng thứ tư nữa, mà cái khung nó bị lớn quá đó. Rồi thì ở đây mình có thể cho nó khoảng độ 200 220 thôi, à, mỗi thằng nhích vô tí xíu. Rồi
mình chạy lại coi nó lên được 4 thằng chưa, 4 thằng thì nó đẹp hơn là 3 thằng đó. Thì các bạn thấy hiện giờ nếu mình đưa cái này lên thì nó lên được 4 thằng đó mà. Đó là cái cách chỉnh cái size ở đây. Thì hiện giờ là xong cái view món ăn đó, bạn thấy không? Rồi sau này mình cứ cần pho là xong rồi, mình đưa cái dữ liệu ad size qua làm pho. Khó nhất là cái view để mình lấy, nhưng mà hơn cái chỗ là ở đây là mình trong cái giáo trình của mình á, là nó kết hợp với cái thằng là gọi là gì, cái Smarty. Thành thử ra là mình lấy cái thằng này về để mình chuyển qua cái view cho mình đỡ nhẹ cái phần setup chút xíu. Setup mình có thể là chỉnh chỉnh riêng cho nó ha, chỉnh thêm chút xíu nữa thôi là mình có thể hội đủ ở trên được cái bài này. Thì các bạn thấy đây cũng là một cái lợi ích của cái thằng mặt mặt ti đó. Rồi thì cái món ăn trong ngày này nè, thì mình cũng gọi từ cái view món ăn này ra thôi, nhưng mà mình sẽ thay đổi lại ngay chỗ này, tức là danh sách món ăn trong ngày. Tức là trên cái phần món ăn trong ngày này nó cũng vậy. Rồi. Vậy thì ở đây nè, trong cái phần món ăn nè, lúc mình cắt á, danh sách món ăn nè, các bạn thấy không? Đây, thì ở đây mình có thể cho nó là một cái tiêu đề. Cái phần này là mình cho nó cái tiêu đề nè. Thì ở đây mình cho nó một cái biến tiêu tiêu đề món. Mình mới copy này qua nè, cầm tên C đúng không ạ, mình copy nó qua. Rồi, mình quay qua đây thì trong cái ad size á, đây mình có thằng này nè, mình mới cầm tên V mình dán nó vô. Cái thằng này là cái tiêu đề món ăn nè. Đây là danh sách món ăn nè. Thì nó động hơn, động hơn ở chỗ này đó. Rồi mình mới qua bên đây ha. Rồi mình mới chạy là cái trang món ăn này, thì mình thấy nó cũng là danh sách món ăn. Rồi mình qua cái món ăn trong ngày, thì cái món ăn trong ngày này các bạn dòm lên trên đây nè, cái trên cái phần nó chạy nè, nó là gì, món ăn trong ngày đó. Thì bây giờ mình mới qua bên đây mình mở cái trang món ăn trong ngày của mình ra. Cái trang nha, chứ không phải là cái view nha các bạn. Cái trang để nó kết nối vô đây. Đây, đây là món ăn trong ngày của mình nè. Mình mới mở lên. Rồi ở đây tức là mình cũng dán cái thằng này vô. Về, tức là tiêu đề món. Đó, dán nó vô. Thì ở đây nó sẽ thay đổi theo. Thì thật ra ở đây mình có thể đặt cái tên biến như thế nào đó. Thì miễn là các bạn hiểu khi mình add sai cái biến qua là tự động nó đọc lại cái nội dung ở trong đây, nó gắn trên cái phần cái biến của mình. Rồi, vậy thì bây giờ mình refresh lại món ăn trong nhà. Thấy nó có cái chữ là danh sách món ăn trong nhà. Thấy được không ạ? Rồi đây là món ăn. Đó, thấy không? Món ăn trong nhà. Đó là đầu tiên là mình cắt được cái view view món ăn. Nha. Rồi bây giờ các bạn làm lại cái view món ăn ha, rồi sau đó thầy hướng dẫn tiếp để chúng ta cắt cái phần mà cái view chi tiết món ăn ha. Rồi, cảm ơn các bạn nha.